Chào các em, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các em phân tích điện tâm đồ số 7. Thì đây là trường hợp của một bệnh nhân nữ 68 tuổi. Bệnh nhân này đã biết là bị bệnh tim thiếu máu cục bộ đã lâu và hiện điều trị thuốc thì không rõ loại. Cách nhập viện 7 ngày thì bệnh nhân đột ngột đau dữ dội ở vùng giữa ngực kèm theo là vã mồ hôi. Bệnh nhân đến khám tại bệnh viện địa phương thì tại đây chẩn đoán là bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp nằm ở thành dưới. Bệnh nhân được điều trị 7 ngày nhưng mà tình trạng đau ngực vẫn còn, chỉ giảm khoảng là 3 phần 10 nên được chuyển đến tuyến trên điều trị tiếp. Ở tại bệnh viện tuyến trên thì khi khám ghi nhận được là mõm tim nằm ở khoảng gian sườn 6 đường ngách trước. Nghe được âm thổi tâm thu ở mõm tim lan vào khoảng gian sườn 3-4 bờ trái xương ức. Thì đây là điện tâm đồ của bệnh nhân, đây là điện tâm đồ ghi nhận vào ngày thứ 7 sau khi bệnh nhân bị đau ngực. Thì đầu tiên ta phải xem là nhịp gì. Thì đây là nhịp xoang, do ta thấy có sóng B dương ở D1, D2, AVF, cái đến là sóng B âm ở AVR, và sau mỗi sóng B là một phức bộ QRS. Như vậy đây là nhịp xoang. Cái đến là ta nhìn ở trên các chuyển đạo thì ta không thấy có nhịp đến sớm, như vậy không có ngoại tâm thu. Về nhịp đều hay không thì ta nhìn các khoảng cách của các phức bộ QRS thì nó tương đối đều nhau, như vậy đây là nhịp đều. Do đó ta sẽ tính tần số, thì từ phức bộ QRS này đến phức bộ QRS này thì ta đếm được là khoảng 15 cộng 1 hay là 16. Như vậy ta lấy 1.500 chia cho 16 thì ra được là 94 nhịp trên phút. Cái đến là về trục điện tim, thì ở D1 ta ghi nhận được sóng R dương, ở đây ta đếm được là 7 ô, như vậy là 7 mm. Ở AVF thì ta thấy được là sóng R, so với đường đẳng điện thì sóng R ở đây là 4, còn ở đây là sóng Q thì là đây là 5. Như vậy tính ra là AVF là âm 1. Như vậy là D1 dương còn AVF âm. D1 dương và AVF âm thì ta phải xem coi là trục nó là xu hướng trái hay là trục lệch trái. Thì khi đó ta nhìn vô D2 thì ta thấy D2 ở đây là so đường đẳng điện thì là dương 3. Như vậy là D1 dương, AVF âm và D2 dương nó nằm ở trong khoảng này. Như vậy là trục điện tim là trục có xu hướng trái. Thì về sóng B, ta nhìn ở chuyển đạo D2 thì ta thấy sóng B ở đây là 2 ô, như vậy là 0,08 giây. Cái đến là về chiều cao thì đây là khoảng 1 mm. Như vậy là sóng B nằm trong giới hạn bình thường. Cái đến là khoảng BR, thì khoảng BR ở đây ta đếm được là 1, 2, 3, 4, 4 ô. Như vậy là 0,16 giây. Khoảng BR từ 0,12 cho đến 0,2 giây thì đây là khoảng BR bình thường. Cái đến đó là phức bộ QRS. Thì phức bộ QRS ở đây ta đếm được là 2 ô. Như vậy là 0,08 giây, như vậy là thời gian của phức bộ QRS là bình thường. Về biên độ của các phức bộ QRS thì ở chuyển động ngoại vi thì ta đều thấy các cái sóng nó đều có các cái biên độ lớn. Như vậy là các phức bộ QRS ở chuyển động ngoại vi nằm trong giới hạn bình thường. Cái đến là chuyển động trước ngực thì ta xem có lớn thất phải hay không. Ta dựa vô tiêu chuẩn của Solokopy phải, đó là SV1 RV1 cộng cho SV5, thì RV1 ở đây là 0, còn SV5 ở đây là 1. Tuy nhiên ở đây nó chỉ có là 2,5 mV, nghĩa là nó chỉ là 1/4 điện thế bình thường. Như vậy thì ta phải nhân cho 4. Như vậy là 0 cộng 1 cho 4 là 4 mm, nghĩa là nhỏ hơn 11 mm, nghĩa là không có lớn thất phải theo tiêu chuẩn của Solokopy phải. Cái đến nữa là ta xét theo tiêu chuẩn xem coi có lớn thất trái hay không. Đó là ta dựa vô tiêu chuẩn của Solokopy ông trái, đó là SV1 cộng cho RV5. Thì SV1 ở đây ta tính ra được là 8, tuy nhiên ở đây nó chỉ là một nửa biên độ bình thường. Như vậy ta phải nhân đôi lên, nghĩa là 8 nhân cho 2 thì ở đây là 16. Ở đây thì ta RV5 thì ta đếm được là khoảng là 7 ô, và ta nhân cho 4 lên thì là 28. Như vậy 16 cộng 28 thì ra 44 mm, nghĩa là lớn hơn 35 mm. Như vậy là có lớn thất trái theo tiêu chuẩn của Solokopy ông trái. Cái đến nữa là ta xét theo tiêu chuẩn của cọc neo, đó là RAVL cộng cho SV3. Thì RAVL ở đây, đây là đường đẳng điện, thì ta đếm lên đây thì ước chừng là khoảng là 10. SV3 thì đây đường đẳng điện xuống đây sóng S, sóng S thì đây ta đếm được là 6. Nhưng mà ta phải nhân đôi lên thì là 12, như vậy là 10 cộng 12 là 22 mm. Vì đây là bệnh nhân nữ cho nên chỉ cần lớn hơn 20 mm. Như vậy là bệnh nhân này có lớn thất trái theo tiêu chuẩn của cọc neo. Như vậy kết luận là bệnh nhân có lớn thất trái theo tiêu chuẩn điện thế. Về khoảng QT
Thì khoảng QT lúc nãy ta tính ra được là nhịp tim 94 lần một phút, nghĩa là một nhỏ hơn 100 lần một phút. Thì ta có thể lấy cái khoảng QT chia cho khoảng RR. Nếu mà nhỏ hơn 50% thì là bình thường. Thì ở đây khoảng QT, đây là đầu sóng phức bộ QRS cho đến kết thúc sóng T. Thì ở đây ta đếm ra được là khoảng là 9 ô, như vậy là 0,36 giây. Cái đến là khoảng RR, thì ở đây nó là lúc nãy ta đếm là khoảng là 16 ô, như vậy là khoảng 0,64 giây. Như vậy QT chia cho RR thì ra là 0,56, như vậy là lớn hơn 50%. Như vậy ở đây thì ta có thể gợi ý đó là bệnh nhân có cái QT dài. Thì để chắc ăn hơn nữa thì ta sẽ tính theo công thức là QTC bằng QT cho căn bậc 2 của RR, tức là QT hiệu chỉnh theo tần số tim. Thì ta sẽ tính ra được là QTC bằng 0,36 chia cho căn bậc 2 của 0,64 thì là bằng 0,45 giây. Thì đối với bệnh nhân nữ thì lớn hơn khoảng 0,41 giây thì là có dài. Còn đối với nam thì là lớn hơn 0,44. Như vậy ở đây là bệnh nhân có tình trạng là QT dài. Cái đến là xét tổn thương theo từng chuyển đạo. Thì ở D1 AVL thì sóng Q bệnh lý thì ở đây ta thấy không có sóng hiện diện của sóng Q. Cái đến là sóng T bất thường thì ta thấy đây là sóng T dương, đây là sóng T dương bình thường. Cái đó là đoạn ST thì đây là sóng đoạn TB, đây là đẳng điện, thì đây ST của AVL thì nằm ngang đường đẳng điện. Trong khi ở D1 thì đường đẳng điện TB đây. Thì đây có vẻ là ST có vẻ chân xuống hơn so với lại đường đẳng điện là khoảng 0,5 mm. Như vậy ta nhân đôi lên thì là 1 mm, và đây là có dạng là chân xuống, là dạng đi ngang. Đối với lại D2, D3, AVF thì sóng Q bệnh lý ở D2 không có, nhưng mà ở D3 thì ta lại thấy có, đó là sóng Q nó khoảng là 0,04 giây và chiều sâu của nó lại sâu hơn 1/4 sóng R tương ứng. Ở đây sóng Q sâu hơn đáng kể so với sóng R. Tương tự ở AVF ta thấy cũng có sóng Q rộng 0,04 giây và cái biên độ của nó là lớn hơn cả cái sóng R. Như vậy đây là sóng Q bệnh lý nằm ở D3 và AVF. Cái đến sóng T bất thường thì ở D2 thì ta thấy có vẻ là sóng T nó hơi dẹp, nhưng mà ở D3 thì ta thấy có sóng T âm và AVF thì có sóng T âm. Cái đến là ST đẳng điện thì ST có chen lên hay không thì ta thấy là ở D2 ST nằm ngay đường đẳng điện. Ở D3 thì đường đẳng điện ở đây thì ST cũng nằm ngang đường đẳng điện. Còn ở AVF thì ST cũng nằm ngang với đường đẳng điện luôn. Cái đến là từ V1 cho đến V6 thì sóng Q bệnh lý thì ta thấy có vẻ như là sóng Q nó nằm ở V1. Còn ở V2 thì có sóng R nhỏ S sâu, thì đây cũng tương tự là sóng Q bệnh lý. Ở V3 không có, V4 không có, V5 không có, V6 không có. Cái đến là sóng T bất thường thì từ V1, V2 thì sóng T dương, V3 sóng T dương, V4 sóng T dương, V5, V6 có vẻ là sóng T nó dẹp. Cái đến là ST thì ta thấy là V1, V2, V3, V4, V5, V6 thì ST nó đều nằm trên đường đẳng điện. Như vậy nói tóm lại, trên điện tâm đồ này ta thấy có những đặc điểm sau. Đó là một nhịp xoang đều, trục có xu hướng trái, có lớn thách trái theo tiêu chuẩn của điện thế, có khoảng QT dài, có sóng Q bệnh lý nằm ở V1, V2, ở D2, D3, AVF, đặc biệt là D3, AVF thì ta thấy có sóng Q hoại tử và có sóng T âm. Thì đầu tiên là bệnh nhân này có lớn thách trái. Thì khi mà bệnh nhân có tình trạng lớn thách trái thì trục điện tim nó sẽ có xu hướng là nó lệch sang trái. Và chính vì nó lệch sang trái như vậy thì nó làm cho sóng R ở V5, V6 nó cao lên. Còn các cái sóng ở V1, V2 thì nó sẽ sâu xuống. Và khi đó thì nó sẽ tạo thành hình ảnh là QS hoặc là hình ảnh R nhỏ S sâu. Như vậy trong trường hợp này bệnh nhân này có lớn thách trái và ở V1, V2 thì ta thấy có hình ảnh sóng Q và R nhỏ S sâu. Như vậy đây là cái hình ảnh của lớn thách trái và nó tạo thành cái hình ảnh giả nhồi máu nằm ở cái thành trước. Cái đến là ta thấy có sóng Q hoại tử ở D3, AVF, ST thì đẳng điện. Như vậy đây là cái giai đoạn nhồi máu, đây là giai đoạn nhồi máu bán cấp. Như vậy là 7 ngày trước bệnh nhân bị nhồi máu cấp, bây giờ diễn tiến đến giai đoạn này là bệnh nhân đã bị nhồi máu bán cấp. Do cái sóng T nó vẫn còn âm cho nên đây là giai đoạn bán cấp. Do tổn thương nằm ở D3 AVF, như vậy đây là vị trí thành dưới. Và ta thấy rõ là các cái thay đổi này ở D3 thay đổi rõ hơn so với D2. Như vậy
ta có thể dự đoán được là động mạch thủ phạm là động mạch vành phải. Vậy thì câu hỏi đặt ra là trong trường hợp mà nhồi máu thành dưới mà là do động mạch vành phải chi phối, có cần tầm soát là nhồi máu thất phải hay không? Tức là ta sẽ đo V3R, V4R hay không? Thì trên thực tế là đối với lại nhồi máu mà thất phải á, thì thông thường á, sau khi nhồi máu thì sau khoảng và 2 đến 3 ngày thì thất phải sẽ hồi phục. Lý do tại sao thất phải nó hồi phục là đó là thứ nhất đó là do cái bên phải nó có nhiều mạch máu nuôi, và cái thứ hai nữa là cái thành của nó mỏng cho nên cái khả năng hồi phục của nó là nó tốt hơn, cho nên thường là sau 2 đến 3 ngày thì cái nếu mà có nhồi máu thất phải thì ST sẽ trở về đẳng điện. Do đó bệnh nhân đã vào viện là ngày thứ 7 rồi cho nên không cần thiết là phải tầm soát là có nhồi máu thất phải hay không. Như vậy kết luận ở trên bệnh nhân này, bệnh nhân đau ngực vào viện ngày thứ 7 thì đây là một cái nhồi máu cơ tim bán cấp thành dưới ngày 7, có quy tê dài và có lớn thất trái theo tiêu chuẩn của điện thế. Như vậy phần trình bày của tôi về trường hợp lâm sàng này đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và xin hẹn gặp lại.